Cơ quan Mỹ phụ trách cứu xét đơn di trú tuần này loan báo đã tránh được phương án dự trù tạm cho nghỉ 70% nhân viên, nhưng cảnh báo là vẫn còn đối mặt với các khó khăn tài chính khiến cho thời gian duyệt xét đơn phải kéo dài lâu hơn nữa. Cơ quan Dịch vụ Di trú và Nhập tịch của Mỹ USCIS chuyên cứu xét giấy phép làm việc, thẻ xanh và các dạng visa, cho biết là đã tránh được kế hoạch cho nhân viên tạm nghỉ, nhưng chi tiêu bị cắt giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến tất cả hoạt động của cơ quan, kể cả quá trình cho nhập tịch. USCIS chủ yếu dựa vào lệ phí từ các đơn từ di trú. Cơ quan này báo cáo lệ phí giảm 50% vì vấn đề coronavirus. Các chuyên gia di trú và những cựu giới chức cho hay thậm chí trước khi có ảnh hưởng của đại dịch, lợi tức của USCIS đã giảm mạnh do giảm đà cứu xét hồ sơ và các hạn chế khác trong vấn đề di trú. Trong gần 3 năm rưỡi làm Tổng thống đương kim Donald Trump đã đưa việc ngăn chặn di dân lên thành một ưu tiên và tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, trong đó có rất nhiều gia đình người Mỹ Việt chúng ta sống tại Hoa Kỳ, và con số tạo việc làm đã tăng kỷ lục trong hơn 3 năm ngài Tổng thống giữ quyền. Phó giám đốc chính sách của USCIS Joseph đã nói là không có gì bảo đảm là USCIS có thể tránh cho nhân viên nghỉ việc trong tương lai, và đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ bảo đảm cho USCIS có đủ tiền trong năm tài khoá 2021. Trước đó, USCIS đã yêu cầu Quốc hội cấp 1,2 tỷ đô cứu nguy để khỏi phải cho nhân viên nghỉ việc, nhưng các nhà lập pháp bác bỏ vì cho rằng cơ quan này có đủ ngân khoản cần thiết để tiếp tục hoạt động qua hết năm tài chính này. Thật không ngờ rằng những năm gần đây, người Mỹ gốc Việt chúng ta lại gặp những cảnh này. Thực sự là bạn kiểu này thì cho re luôn sau khi bắt ông Hiền Lê, 46 tuổi. Cảnh sát nói rằng ông đã mượn một chiếc xe Jaguar trị giá là 60.000 Mỹ Kim của bản thân. Thế rồi ông cầm bán chiếc xe này và tránh gặp bạn trong hơn một năm. Theo tin từ thành phố San Petersburg, cho biết là cảnh sát đã bắt ông Hiền Lê với cáo buộc là ông đã ăn cắp xe và gian lận giấy chủ quyền. Biên bản của cảnh sát cho biết là vụ đánh cắp đã xảy ra khi ông Hiền đã mượn chiếc xe Jaguar của một người bạn mà ông đã chơi thân khoảng 20 năm. Thế rồi ông đã đến nha lộ vận Florida DMV để khai man trên giấy tờ ủy quyền và được làm chủ chiếc xe này. Với giấy chủ quyền trong tay, ông mang xe đến một tiệm cầm đồ ở thành phố Tampa và cầm xe này vài lần trong mấy ngày liên tiếp. Cuối cùng thì ông mất luôn chiếc xe vì không thể trả món tiền 30.000 đô la Mỹ để lấy lại xe. Florida là một tiểu bang có biển bao quanh ở bờ Tây và bờ Đông, thế nên ông đã làm thợ lặn biến mất khiến cho bạn thắc mắc là không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông Hiền cũng như là cho chiếc xe. Người bạn thân đã đành thuê thám tử tư và cuối cùng đã tìm ra sự thật và báo cho cảnh sát. Cảnh sát Pinellas Park đã điều tra và bắt ông Hiền Lê. Ông đã được thả sau khi đóng tiền thế chân 7.000 đô la Mỹ và đang được cảnh sát tiếp tục điều tra để khởi tố vụ án. Tình hình xã hội ảnh hưởng đến mọi ngõ ngách trong cuộc sống của người Việt khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng trong cái khó và cả nguy hiểm thì lại thấy những câu chuyện đầy ý nghĩa về một cộng đồng người Việt vững vàng và lớn mạnh. Lo lắng, bất an, nhớ quê hương, đó là những tâm trạng thường nhật của những người Việt xa quê cha đất tổ nhưng không thể về giữa cao điểm dịch bệnh ngày càng nguy hiểm ở nhiều nước. Cũng trong hoàn cảnh ấy, họ lại làm nên những điều kỳ diệu với những phong trào ấn tượng như là may khẩu trang, tiếp sức cổ vũ nhân viên y tế, hỗ trợ tích cực cộng đồng cũng như là ủng hộ đất nước chiến thắng đại dịch. Và chúng tôi cảm kích và hoan nghênh những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng người Việt ở St. Petersburg, hỗ trợ người dân và chính quyền sở tại, các nhân viên y tế, bệnh viện. Cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành cộng đồng người Việt về hành động hỗ trợ kịp thời trong cuộc chiến chống dịch. Ngay từ thủ đô của Nga bước vào giai đoạn cách ly vì dịch bệnh,
Kiều bào tại đây đã quyết định thành lập nhóm tương trợ người Việt tại Nga để hỗ trợ cho bà con khám chữa hay là nhập viện, đặc biệt là tư vấn về tâm lý để bà con không khỏi hoang mang, hoảng sợ. Ở tại Úc thì nơi có hơn 250.000 người Việt và gần 20.000 du học sinh học tập và sinh sống. Cộng đồng du học sinh Melbourne cũng giúp đỡ lẫn nhau, cũng đang tất bật đi phân chia thực phẩm cho những vị người Việt gặp khó khăn theo chương trình Cơm Phải Có Thịt. Nhóm mẹ Việt tại Úc do chị Nguyễn Bảo Châu thành lập cũng đã quyên góp được khoảng là 25.000 Úc Kim, xấp xỉ 50 tấn gạo, hàng trăm thùng mì gói, quần áo, đồ dùng các loại, hỗ trợ cho trên 300 trường hợp khó khăn ở tại các tiểu bang như Victoria, New South Wales, Queensland, Adelaide. Hiểu được vai trò và ý nghĩa của những hội đoàn người Việt ở nước ngoài, điển hình là hội người Việt tại Nhật với chiến dịch hỗ trợ y tế cho cộng đồng người Việt, huy động sự tham gia của nhiều hội nhóm cũng như là những tình nguyện viên người Việt tại Nhật, hay là hội người Việt tại Pháp đã tạo ra một hoạt động tương trợ khác nhằm để mà giúp đỡ những người lớn tuổi trong cộng đồng người Việt. Hoạt động ý nghĩa này cũng đang được hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tích cực hưởng ứng cùng phong trào ở nhà nhằm chống lây lan dịch. Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang thì hội người Việt tại Hàn Quốc cũng đã chủ động mua 10.000 chiếc khẩu trang trang trải để mà giúp cho phân phát tới toàn thể bà con. Điều đáng nói là tấm lòng của người Việt rải rác khắp nơi trên thế giới, dù quốc gia nào có sự hiện diện của người gốc Việt chúng ta thì đều có những tấm lòng nhân ái hòa cùng với dân bản địa. Ở tại điểm nóng của Mỹ, hàng chục người Việt sở hữu các tiệm làm đẹp cũng đã chung tay đóng góp hơn là 134.000 chiếc găng tay và 23.000 chiếc khẩu trang cho một bệnh viện ở địa phương. Và thậm chí những người chủ của những tiệm nail này còn biến tiệm làm móng của mình thành một xưởng nhỏ để mà sản xuất khẩu trang và áo bảo hộ cá nhân cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Còn biết bao nhiêu tấm lòng vàng khác mà đây chúng ta không thể biết hết được. Những doanh nghiệp Việt tại các nước cũng không quên tinh thần tri ân và sát cánh cùng với nước sở tại. Quả nhiên hoạn nạn với biết lòng người. Tất cả những tấm lòng vàng hiện đang chung tay để giúp cho mọi người vượt qua được cái sự khó khăn này, giúp cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Khoảng 3,7 triệu cư dân của California đã làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 7 tuần lễ qua. Thống đốc Gavin Newsom loan báo theo nhật báo The Orange County Register cho biết, số người khai mất việc đẩy tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang lên gần 20%, và nhiều đến mức làm tê liệt hệ thống điện toán cũng như là điện thoại của Sở Phát triển Việc làm EDD. Trong buổi họp báo về tình hình coronavirus, Thống đốc Newsom thừa nhận rằng nhiều người thất nghiệp không liên lạc được kỳ người nào ở EDD hoặc là lấy được thông tin hữu ích nào về tình trạng đơn của họ. Tôi biết rõ rằng thời gian qua nhiều quý vị cố truy cập hệ thống đó rất khó vào được, ông nói như vậy. Hàng triệu người California bị mất việc sau khi giới chức tiểu bang lẫn địa phương ra lệnh đóng cửa doanh nghiệp nhằm ngăn COVID-19 lây lan. So với lực lượng lao động của California, vào tháng 3 là 19,3 triệu, 3,7 triệu người khai thất nghiệp vừa qua đã cho thấy tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 19%, tức là cứ 5 người là có khoảng 1 người mất việc. Tỷ lệ này có lẽ là cao nhất ở California từ trước cho đến nay và khiến cho người ta nhớ tới thời kỳ đại suy thoái. Con số này đáng kinh ngạc, nó làm người ta nhớ tới thời kỳ đại suy thoái, nhưng chúng tôi không muốn so sánh như vậy vì thời kỳ đại suy thoái kéo dài nhiều năm. Ông Jeff Ray, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách và doanh nghiệp nằm ở thành phố Stockton nói như vậy. Tỷ lệ thất nghiệp ở California dự trù lên mức cao nhất là khoảng 18,8%, có lẽ vào tháng 5, ông dự báo mới đây. Tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang là 5,3% kể từ năm 1990 cho đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở California là 12,1%, xảy ra trong 2 tháng năm 2010. Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Từ ngày 12 tháng 3 cho đến nay, California gửi 6 tỷ đô la Mỹ tiền trợ cấp thất nghiệp cho cư dân. Thống đốc Newsom cho hay, chỉ riêng tiểu bang chi đã 1,2 tỷ theo ông Newsom trong tháng 3 vừa qua.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.